Be strong. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục với series đi mượn anh em à. Mượn được một cái account có bóng bạo độc nha. Thì sẽ đi hợp tác cho anh em coi. Cũng nhiều anh em kêu là thử đem đi hợp tác coi nó có trâu bò không. Thì bữa nay sẽ đem đi hợp tác, đi cái dạng meta, giống như là đi meta luồng sáng thuần thôi anh em. Bên kia sẽ bạn bên kia sẽ support thêm building nữa, để nhiều khi chưa lên được chấm 27 đó, thì nó sẽ hơi yếu, nhờ bạn bên đấy book thêm building là mấy cái giai đoạn boss đầu nữa cho nó ổn áp anh em à. Thì hy vọng là ghép được luôn, ghép cái dạng này thì cũng dễ thôi anh em. Thế mình cũng chia sẻ lại cái cách ghép thì cũng giống ghép như luồng sáng thôi, tức là cố gắng giữ những con sao chép và con thiên sứ ở vị trí đẹp thì mình không có phá ra nữa. Còn những cái vị trí ví dụ như đây hai con bóng bạo độc nó ở vị trí của thiên sứ nè, thì tí nữa phải phá ra thôi. Thì cũng có tăng sao với lại sao chép thì ghép nó cũng dễ thôi anh em. Đấy, mình phá ra được cái con sao chép 3 thì nó ở vị trí đẹp nè. Giờ tí nữa mình sẽ phá cái con thiên sứ ở góc. Nói chung những cái vị trí nào đẹp thì hạn chế phá ra nha anh em. Chỉ phá những cái vị trí mà nó đang bị sai đó. Thì ở đây bạn bên kia chưa ra được ma, để bạn ấy mua thêm ma đã rồi mới chơi được. Ở đây mình phá cái con thiên sứ trước. Ok nè. Giờ còn một con phá giáp hơi thừa, tí nữa cũng phá luôn. Hy vọng nó ra nhiều sao chép với lại tăng sao thì cũng đỡ nha anh em. Chứ nó ra vị trí xấu thì cũng hơi căng. Bên kia chưa ra được ma không sao. Giai đoạn đầu thì vẫn trụ ok thôi. Bóng này nó cũng... Nếu mà đánh trong hợp tác thì giai đoạn đầu nó vẫn ok nha. Còn cạnh tranh thì để sau mình thử đánh cạnh tranh xem thế nào. Ok, để cho bạn ấy chém đi. Chém để lấy chỗ... ghép ma đấy, chứ không thì không có PP để mua. Bạn này hình như ma 16, 17 gì đó, cho nên là bút cũng được nhiều PP lắm anh em. Đây mình phá đó, mình phá được cái thì mình hay ghép là mình hay ghép ở cái vị trí ví dụ như là những cái ô mà có thiên sứ nó đang ở 1, 2 hoặc 3 chấm thì mình hay ghép vô. Đó, mình cứ ghép vô vậy đi, nó xui xui thì tí nữa mình sửa tiếp. Ở đây nó ra được cái con thiên sứ 4 chấm mới đau chứ. À con phá giáp. Thì tới tầm 4 5 chấm thì mình ghép ra ngoài thì nó dễ hơn, tức là 1 2 3 chấm thì mình ghép vô trong. Cho nó rễ ra thiên sứ này anh em thì nó ok. Còn tới cái giai đoạn mà nó ra con phá giáp 4 chấm này thì chắc tí nữa mình sẽ kéo nó ra ngoài. Tức là vị trí của con phá giáp này nó đang là vị trí của cái con thiên sứ, nhưng mà nó lại dính con phá giáp 4 ở đây. Thì mình kiếm mấy con sao chép đây nè, mình ghép vô rồi mình ghép nó ra ngoài. Đấy, ngon theo anh em. Đó là cái cách mình ghép thì nó rất là ok, tức là từ 3 chấm trở xuống thì cứ nhồi vào cái chỗ của thiên sứ. Còn 4 chấm độ lên thì ghép ra ngoài. Cái này cũng hên xui nhưng mà mình thấy đi nó cũng ổn. Tại vì chấm thấp thì mình còn sửa được, chứ mà lên chấm cao thì coi như khó sửa nha. Ok, ở đây thì tạm thời là ổn nè. Bây giờ tiếp tục mua bóng để xây tiếp các vị trí còn lại. Bây giờ cần một cái con phá giáp nó nằm ở góc thì nó mới ngon được nha. Nằm ở cái góc dưới hoặc góc trên đó, nằm nói chung là sát sát đường đi của quái là ok. Thì vẫn áp dụng cái cách hồi nãy thôi. Tức là đấy, mình đẩy ra được con phá giáp rồi nè. Tí nữa mình sẽ ghép vị trí kia thì mình nghĩ là mình sẽ đẩy nó vào. Đó, ra được cái con sao chép thấy không? Đẩy nó vào vị trí thiên sứ, tại vì cái chấm còn thấp đó, mình cứ đẩy vô là ngon. Nói chung mình ghép cái cách này mình thấy nó rất là ok. Nó tuy là nếu mà nó sai thì nó cũng chỉ sai ở tầm chấm thấp thì mình vẫn sửa được nha. Cho nên là anh em cứ đừng hoang mang. Chấm thấp thì cứ đẩy vô, mình cứ chấm thấp là mình đẩy vô vị trí của thiên sứ là ok. Chấm cao thì mình đưa nó ra ngoài, vậy là ổn. Ở đây thì đang bị dính cái con phá giáp. Con phá giáp 2 với lại con thiên sứ 1 thì nó đang bị sai. Đây mình ghép tiếp. Đó, ok này, thấy không?
ra được cái con thiên sứ rất là ổn luôn. Giờ cho mạnh khí chém đi để lấy thêm PP nữa. Hết PP ghép rồi anh em. Đó, chém thêm để có cái lượng PP cho mình ghép, chứ ghép như này mà không có PP ghép nó khó điều chỉnh đội hình nha. Bây giờ thì mình chỉ cần thêm một con thiên sứ ở góc kia và hai cái con bạo độc nữa là hoàn thành. Một con ra con phá giáp thì tiếp tục phải phá thôi. Đó, con này là gần được rồi nè. Hy vọng hai con cuối là ngon nha. Ồ, ra cái con thiên sứ là phải ghép vô. Ghép vô, ghép lúc này ghép vô thì ngon hơn nè. Ồ, nhưng mà không sao, mua ra được thiên sứ vẫn ngon anh em ạ. Rồi, ngon luôn. Đúng bài luôn anh em. Đây là chơi ván đầu tiên với cái con bạo độc này là được luôn đấy, không có bị tặc nha. Ok luôn, đẹp luôn đó anh em. Con phá giáp nằm ngay vị trí cổng quái luôn, cho nên là rất là ổn. Thì ok, bây giờ thì bạn bên kia chém thôi. Mình nghĩ chắc là để chừa khoảng một hoặc hai con bạo độc thôi, chứ nó cũng không có yêu cầu chừa nhiều đâu. Tại vì đi thử nghiệm thôi, chứ cái con này chắc đi cũng không xa được. Đi cho vui anh em. Thì đấy, ok, thì bây giờ bạn bên kia sẽ kết hợp bút yêu tinh với lại chém thôi, để xem là coi sẽ đi được tới round thứ bao nhiêu. Ok, thì đấy thì chắc mình để vậy thôi cho bạn bên kia chém. Nếu các bạn coi tới đây thấy hay thì đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Nếu các bạn có chia sẻ gì về cái đội hình với em bóng bạo độc này thì có thể để dưới phần comment, mình sẽ thực hiện thử. Ok, chúc các bạn coi video clip vui vẻ nha.
2000 years later. Thank you.